Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý vị. Hôm nay là mùng 2 tháng 7 năm 2016, chúng tôi quay video clip để giới thiệu quý vị hai pho tượng Di Lặc bằng gỗ cẩm lai xịn 100%. Cẩm lai này là cẩm lai của Việt Nam. Nó rất có giá trị. Quý vị lưu ý khi mua hàng tránh bị nhầm lẫn cẩm lai và cẩm lam phi. Riêng với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là với cái lương tâm nhà nghề thì có sao nói vậy, không bao giờ nói quá. Cẩm lai thì nói là cẩm lai, đây quý vị thấy cẩm lai đây. Tôi sẽ mang cái pho bức cẩm lai này ra so sánh với cả cái gỗ cẩm lam phi. Đây nó khác nhau một trời một vực. Đây là cẩm lam phi, còn đây là cẩm lai đây. Cẩm lai có màu hơi tím, nó rất chi là đẹp. Đây, cẩm lam phi nó màu hồng hồng. Quý vị có thể phân biệt rất dễ. Và hai pho tượng này thì là thực chất ra là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng là sản xuất ra theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng sử dụng xe ô tô cũng như là trên bàn làm việc. Cái hai pho tượng này chúng tôi đã bán ra rất nhiều nhưng thực sự là không có thời gian để quay, tại vì nó ra pho nào là chúng tôi bán hết pho đó. Đây là pho tượng rất nhỏ, tượng Di Lặc này thường gọi là tượng ông Phúc cũng được, chúng ta có thể để lên bàn tay. Nó rất rất chi là nhỏ nhưng mà rất chi là đẹp. Đường nét đục chạm thì là đục chạm là tay nghề nghệ nhân thì mới đục được như này. Này quý vị thấy đây, mặt cụ đây, khuôn mặt của hai cụ Di Lặc này đây rất tươi tỉnh. Như chúng ta để lên nắp capo của ô tô khi mỗi khi mà đi đường có mệt mỏi hay là buồn ngủ, quý vị có thể nhìn vào một trong hai cụ này, quý vị có thể thấy sảng khoái và cũng như là như có một cái sức mạnh để xua đi mọi muộn phiền. Ví dụ như buồn ngủ cũng vậy, quý vị có thể nhìn vào pho tượng này, quý vị có thể hết được cái cơn buồn ngủ, dứt được cơn buồn ngủ để lái xe an toàn. Ngoài các pho tượng này ra thì Thành Luân chúng tôi còn sản xuất các cái pho tượng Phật Bà cũng là để trên ô tô, rất chi là ý nghĩa. Tôi xin nhắc lại là hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016, chúng tôi quay video clip để giới thiệu hai pho tượng bằng gỗ cẩm lai xịn 100%, lục chạm tứ diện. Hai pho này tôi nó rất nhỏ thì để nằm lên bàn tay được thôi. Và thường thường là chúng tôi là hay khách hàng hay để bàn làm việc, ví dụ bàn làm việc ở đây chúng ta để pho tượng này ở đây đó. Mỗi khi mà căng thẳng mệt mỏi, quý vị nhìn khuôn mặt của hai cụ này, quý vị có thể thấy sảng khoái khoan khoái ra rất nhiều. Đây quý vị thấy đây, và hai pho này thì Thành Luân chúng tôi cũng mới cho thợ là gọt xong, thậm chí là còn chưa mài giấy giáp đó. Đường nét đục chạm là tay nghề nghệ nhân. Quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là khi quý khách mà gọi điện đến đồ gỗ Thành Luân chúng tôi mà hỏi các cái sản phẩm gỗ cẩm lai là một cẩm lai, thì trước khi hỏi đến chúng tôi thì quý vị nên tìm hiểu kỹ cẩm lai và cẩm lam phi, nó khác nhau hoàn toàn, khác nhau một trời một vực, quý vị lưu ý. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.